Tiếp tục sức nóng của các phiên đấu giá đất ở một số huyện ven đô Hà Nội. Sáng ngày hôm nay, 22 tháng 10, sau 16 giờ đấu giá liên tục, thì phiên đấu giá 40 thửa đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội mới đấu giá thành công 19 thửa đất. Đáng chú ý, qua 15 vòng đấu, giá trúng cao nhất ở mức là 52,8 triệu đồng một mét vuông, giá thấp nhất là 24,3 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá khởi điểm là hơn 3,8 triệu đồng một mét vuông. Và liên quan đến câu chuyện này thì Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 về tình hình triển khai luật đất đai 2024 sau 2 tháng luật này có hiệu lực thi hành. Trong đó thì Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh các chính sách mới của luật đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên vẫn có một số vướng mắc về đấu giá đất và điều chỉnh bảng giá đất. Đơn cử như tại Hà Nội, trong các cuộc đấu giá đất tại huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức vừa qua đã xuất hiện tình trạng thao túng đẩy giá đất. Sau đấu giá thì một số người chúng chưa nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn, có dấu hiệu bỏ cọc, gây ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Qua kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tại huyện Thanh Oai có 56 trên 68 và huyện Hoài Đức có 8 trên 19 thửa đất chúng đấu giá nhưng chưa nộp tiền. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá những vấn đề nổi lên trong thời gian qua chủ yếu xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện chưa tốt ở một số địa phương. Vì vậy, cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức thực hiện để hạn chế bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai luật đất đai 2024.